Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca cho các đối tượng tại thành phố với 192.201 liều, tương đương với 192.201 người trong tổng số 200.000 liều theo quyết định số 1020 ngày 2 tháng 9 năm 2021 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã triển khai đợt 1 là 7.799 liều. Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm tại 8 điểm tiêm lưu động. Các điểm tiêm cố định đối với các bệnh viện đủ điều kiện tiêm chủng gồm 10 bệnh viện: Đà Nẵng, Phụ Sản Nhi, Vinmec, Hoàng Mỹ, Tâm Trí, Gia Đình, C Đà Nẵng, 199, Quân y 17, Giao thông Vận tải. Tổ chức tiêm chủng cho đối tượng thân nhân của các cán bộ y tế. Tiêu chí chọn đối tượng theo quy định của kế hoạch này thuộc đơn vị tại điểm tiêm chủng của đơn vị, đảm bảo hoàn thành trước ngày 17 tháng 9 năm 2021. Theo kế hoạch của Sở Y tế Đà Nẵng, đợt tiêm này sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9.